Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình với các bạn cùng đi tham quan bến Bình Đông nha. Giờ này người ta chuẩn bị lên mai lên đồ để người ta bán Tết cho mọi người. Tự chạy đi, đâu quay được rồi. Tắt rồi mà nhỏ. Lên chưa đủ giờ mới lên bông giấy rồi nay mới lên mai không chống hôm nay mới 24 mà chưa gì đâu.
gian hàng qua đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha.